anh Hồ Nguyễn Hồ Sen. Anh có hỏi là heo bị viêm phổi thở thể bụng, heo 30 kg có thuốc điều trị hiệu quả không? Thực ra heo thở mà thở thể bụng á, thường nó hay gặp nhất trong trường hợp là bệnh APP, bệnh viêm phổi màng phổi đó. Thì cái bệnh đó thì bây giờ cái vaccine thì em cũng thấy là nó cũng bảo hộ được khoảng 50-60% gì đó. Thì mình cũng nên mình làm cái vaccine đó. Thì người ta bây giờ có loại vaccine là tiêm 6 bệnh hô hấp ở trên lợn, mình tiêm hai lúc 21 ngày, hoặc là lúc 45 ngày mình có thể phòng cái bệnh viêm phổi màng phổi bằng vaccine. Khi mà phòng bằng vaccine rồi, sau sau khi nó mà bị bệnh thì chúng ta điều trị nó vẫn dễ dàng hơn. Và cái phác đồ điều trị hiệu quả nhất bây giờ em thấy đó là mình sử dụng cái dòng Tulavichu. Ngày đầu tiên anh cứ sẽ sử dụng giúp em dòng Tulavichu này, 1C được 40 cân, mình tiêm mũi đầu tiên kết hợp với dexamethasone. Sau các cái ngày tiếp theo, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, 3 ngày tiếp theo thì anh sử dụng giúp em cái dòng sét tiêu phua đó. Với cái dòng sét tiêu phua mình kết hợp thêm các cái dòng trợ lực cho vật thì nó có thể điều trị cái phác đồ rất hay để điều trị cái bệnh mà heo bị viêm phổi thở thể bụng như thế này, thì điều trị rất là hiệu quả. Hay rồi, phác đồ tiếp theo đó là cái anh sử dụng, có thể sử dụng giúp em cái một cái loại thuốc rất hiệu quả hiện nay, đó là Azi cộng Folo. Azithromycin đây là một cái kháng sinh thế hệ mới hiện nay mà nó hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp rất là tốt. Azi cộng với Folo thì anh kết hợp với thuốc kháng viêm hạ sốt. Nếu mà anh có cái quan tâm về cái các cái sản phẩm này thì em có thể chụp hình gửi cho anh. Anh có thể cầm hiệu thuốc này ra, cầm cái tên thuốc này ra hiệu thuốc thú y gần nhất để mình xử lý cái vấn đề của trại mình gặp phải nhanh nhất.